Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không còn là tin đồn, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ xác nhận hẹn hò. Thông tin Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ hẹn hò khiến nhân tình đứng ngồi không yên. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc lần đầu hợp tác đòn chính trong dự án Vi Danh. Dự án ngôn tình chuyện thệ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cũng từng khiến nhân tình đứng ngồi không yên khi lộ những khoảnh khắc cực tình tứ ở hậu trường phim Dị Ái Vi Danh. Mới đây, nhân tình lại được fan đứng ngồi không yên khi xuất hiện thông tin cho biết Dị Ái Vi Danh sẽ lên sóng vào tháng 10 này. Thông tin này ngày càng được chắc chắn hơn với việc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trở thành khách mời ghi hình chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Như vậy, vào ngày 21 tháng 10 này, cặp đôi sẽ cùng hẹn hò để quảng bá cho bộ phim Dị Ái Vi Danh. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tuy có sự chênh lệch tuổi tác, thế nhưng nhiều khán giả nhận xét cả hai vẫn rất đẹp đôi. Trong những phân cảnh tình tứ ở hậu trường được tung ra, nhân tình đã bất ngờ với phản ứng hóa học của hai ngôi sao chiến x này. Đặc biệt, phân cảnh Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc và Thời Yến, Vương Hạc Đệ chạm mũi với nhau từng khiến cư dân mạng bùng nổ. Với việc sở hữu nguyên tác nổi tiếng, dàn diễn viên hot, Dị Ái Vi Danh được kỳ vọng sẽ bùng nổ lớn sau khi lên sóng. Nhiều khán giả lo ngại nhất có lẽ chính là việc tạo hình của nữ chính Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc đóng. Có nhiều ý kiến cho rằng trang phục trong phim Dị Ái Vi Danh khiến cô nàng có phần dừ và không được sang trọng, thời thượng. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng Dị Ái Vi Danh vẫn là một trong những dự án phim đang được khán giả mong đợi lên sóng nhất. Nhân tình đều hy vọng bộ phim này sẽ được phát sóng vào tháng 10 như dự kiến trước đó. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.